thử em thử em hát theo pha mạnh theo cách của em coi thì sao. Chỉ nghĩ tới thử rồi ha vô thử ra. Chỉ nghĩ tới người ta cách rời là thấy giờ em nên nổ rồi. Em ơi đúng không? Vậy em ơi, vậy em ơi, người ta cách rời là thấy tâm cao rồi mà. Rồi giờ sắp được rồi đó. Rồi đó là cái vùng này, cái một cái kỹ thuật này thôi em tập được thì đảm bảo là em đang đi gần tới giọng pha rất là nhiều, tại giọng pha là nó sử dụng vùng vang ở cái xoang mặt của mình rất là nhiều đó. Nhưng mà để mà mình hát mà mình trọn vẹn á thì em cứ tưởng tượng đi là nhạc trẻ nhá, anh nói nhạc trẻ nhạc nhẹ thì mình phải sử dụng tối thiểu là 1, 2, 3, 4 vùng này là vang ở mặt, vang ở miệng, vang ở cổ và vang ở mặt. Tối thiểu là dùng 4 cái cùng một lúc 4 khoảng vang đều vang lên thì cái âm thanh thoát ra nó sẽ đầy, nó sẽ dày, nó sẽ vàng, nó sẽ hay. Đó, cái vang mặt này nè. Rồi ok nha. Với lại chỉ cho em thêm một cái nữa, còn thời gian thì mình sẽ chỉ em thêm một cái nữa. Khi mà em về em tập á, thấy không? Hồi nãy là anh tập âm ng, âm đóng đúng không? Đúng không? Bây giờ em đừng có tập âm ng mà em tập âm m. Em không đóng nữa. Đúng không? Rồi thử đi. Lên cái này. Đứng lên. Ha. M nhưng mà có cảm giác là hơi nó đi lên trên đây nè. Nhẹ nhàng như vậy nha, giống như vậy. Tập từ từ thôi, cái này là bước thứ hai của tập việc tập kiểm soát cái son mặt. Ok, cho đi xuống đi cho nó dễ ha. Rồi từ từ em tập đi lên ha. Ha. Âm ơ nè, âm ơ. Cố gắng giữ âm thanh trên đây. Ok nha. Lần này là nó không đóng âm thanh, nó khó hơn rất nhiều so với đóng âm thanh. Ok, 2 3. Luôn giữ dinh dẫn à, không để cho nó rớt xuống nha. Tiếp. Đúng rồi. Tiếp. Đúng rồi, nhớ cảm giác rồi đó. Đúng rồi. Nào tiếp nào. Đẩy hơi lên. Ok, nhẹ nhàng. Đúng rồi. Nào. Âm ơ, gắng cố gắng là đưa nó lên. Đưa cái hơi lên trên cái vùng nào. Sang mặt ha. 2 3. Rồi, em để ý một chút xíu, âm thanh của mình nó phải có một cái cảm giác là nó được kéo vào. Chứ không phải là đẩy lên nha. Nó kéo vô cái sang mặt của mình. 2 3. Hơ 2 3. Đúng không? Đừng có đóng. Đây là cái bước 2. Là hồi nãy tập ống đóng rồi, ống đóng thì quá dễ rồi, đúng không? Tại vì nó không có ảnh hưởng gì tới dưới đây hết. Nhưng mà khi em tập âm mở là nó khác. Bây giờ kết hợp, tập âm mở là kết hợp giữa vùng này và vùng này. 2, 3. Đúng rồi, tiếp. Sao được? Đưa
thôi, nhẹ xong rồi vào sâu rồi mới mạnh, 2 3 âm một âm thôi, đúng không, đúng không, vào thật là nhẹ đừng có vào mạnh, 2 3 giữ trên cao nha, lên nốt cao đó nhẹ, no no đẩy trên đây nè, ở trên đây nè, 2 3 em bỏ cái tay của em ra, em để lên trên gò má của mình, gò má, và em 2 3 kéo âm hơi vô, 2 3 đúng rồi, đúng rồi đó, đúng rồi, chính xác, 2 3 ở trên đây luôn, có chừng rớt âm thanh nha, chính xác, đúng rồi đó, nhưng mà hơi nặng cái cổ chút xíu, nhẹ thôi cho nó bay lên, thả lỏng cơ thể nó, đúng rồi đó, nó là chuyển giọng đó, chính xác rồi đó, 2 3 vẫn giữ trên đây đừng để nó rớt, đó kỹ thuật 2 khó đó nha, 2 3 lên tới nút la dễ hơn đúng không, vậy thì cái nốt bể của em là nốt nào, fa sol, lên tới nút la nó dễ hơn nè, đúng chưa, rõ ràng ha, tiếp 2 3 đúng rồi, tiếp rồi đó, cái đó là cách mình tập vị trí vang ở trên cái vùng mặt để tập hỗ trợ cho việc tập miss voice ha, ok, đó, cái này 2 tuần giống như bốc thuốc cho uống vậy đó, về đốt hút, ok, 2 tuần chắc chắn sẽ quen, về là tập liền đi, cần chi phải 2 tuần nữa, về làm đi, cứ gẳng ra cái tập riết là riết là nó thấm vô máu tập rồi. Xong rồi cái mình thử bà, đúng rồi, tập xong rồi thử từ từ đi, từ em phải tập quen cái đã, rồi em có thể thử bất cứ lúc đâu, đúng không, còn cái bài mà hồi cái bài mà em nói là cái bài gì ta, thuận theo ý trời á, đúng không, thì nó quá sức với cái giọng của em, nó lên tới gì ta, đô thăng năm, đô năm nhất, đúng không, có đô là đô năm thôi. Chắc chắn không? Rồi thử nha. Rồi thử đi, hát đi anh đẹp cho hát. Bây giờ piano mà đúng không? Chỉ có cái nút này thì quá dễ rồi. Vô nè thử đi, 2 3 chỉ có tại sao nó thăng, 2 3 vậy thì tại sao không dừng lại, tiếp rồi, tiếp luôn đi, khó hơn cao lên, khó hơn ở cạnh nhau, đúng rồi, tình yêu tôi chẳng như vậy đâu, đúng rồi, vậy anh xin một lần làm trái mình, tiếp luôn, xa em là anh biết đi, quen rồi đó, bắt đầu quen quen rồi đó, hát đẩy lên trên đây rồi nè, đúng không, mới tập có mấy lần thôi đó, còn tập thử vài nửa tháng một tháng rồi nó khác liền à, ha, chỉ tại mình cái số, ok, 2 vô chỉ tại mình cái số yêu nhầm chỗ, mong cô dấu bao giây vò, chẳng phải người sẽ ở cận nhau xuống đời, để xa nhau là thuận theo ý, tiếp trời chỉ nghĩ tới người ta có
đó khúc đầu thôi, còn khúc sau là em muốn pha mạnh. Ờ, cái chuyện pha mạnh đó, nó là một cái quá trình em làm quen với nó, làm quen với kỹ thuật hát trên đây nè. À, thử em thử em hát theo pha mạnh theo cách của em coi thì sao. Chỉ nghĩ tới thử rồi ha, vô thử ra. Chỉ nghĩ tới người ta cách rời là anh thấy giờ em nói rồi. Ok, em từ từ em quen nè. Chỉ nghĩ lúc đầu nó sẽ chỉ nghĩ tới ngày ta cách rời là anh thấy tâm can rồi bên, lúc đầu nó sẽ là như vậy, nhưng khi một cái lực nén đủ của hơi chỉ nghĩ tới ngày ta cách rời là anh thấy tâm can rồi bời. Đó, một lần trên chán hả? Nén hơi lại. Nén tức lúc nào hơi cũng phải được nén. Không nén thì lấy hơi đâu hết, đúng không? Không, mà lúc đầu là mình là nén, không cần nén nhiều. Lúc đầu là lúc nào? Lúc đầu là... Là anh thấy... À, cái đó là giọng gió. Cái giọng đó, khi mà em hát á, là anh thấy, đúng không? Giọng đầu. À, khúc sau là bắt đầu Bùi Anh Tuấn sử dụng mix luôn, mix căng luôn á, là lúc đó là kỹ thuật Bùi Anh Tuấn là cưng kéo chép lên, kéo chép lên. Cái câu chuyện là cho thằng nào coi, tụi mình tập sao đi ha, trước mắt coi vậy, tập quen cái cảm giác, đừng để cho nó rớt âm thanh ở trên mặt. Về nhà luyện đi ha, tập gì nè. Đúng rồi đó, một mạnh hơn nữa rồi, hai quá. Rồi mở miệng to lên, hai ba. Rồi thử ráp con chữ vô coi. Vậy em ơi, đâu vậy em ơi, đúng không? Vậy em ơi, vậy em ơi, người ta cất rồi là anh thấy tâm can rồi mà. Giờ chưa, sắp được rồi đó. Dễ mà, kỹ thuật tập có gì. Nhưng mà em không thấy nó to bằng Bùi Anh Tuấn được. Bùi Anh Tuấn là hát micro. Em cứ em thử tự micro cho coi. Em nghĩ giọng này cái độ đặc của Bùi Anh Tuấn lúc à, mạnh hơn. Thứ nhất là do cái, em ngồi đi, là do cái màu giọng. Bùi Anh Tuấn là giọng tenor, thuộc dạng tenor siêu cao. Nên khi mà Bùi Anh Tuấn lên tới cái kỹ thuật đó thì Bùi Anh Tuấn sẽ hát chết, kéo chết lên rất là nhiều. Chứ còn mình baritone mà chưa được tenor nữa mà mình kéo chết lên kiểu đó mình banh cái giọng mình luôn. Đúng không? Kéo chết là giọng thật. Một dạng của giọng thật. Ha, giọng thật nó kết hợp với cái giọng xoan á. Còn Bùi Anh Tuấn mà kéo chép kiểu đó thì đó là giọng bắn. Còn mình thì phải hát theo cách của mình. Thấy không? Từ từ em nghiên cứu. Từ từ em sẽ nghiên cứu. Đôi khi em nên hạ tông bài này để nó hay, để vì nó hợp cái quãng giọng của mình. Chứ không cần phải đuôi dây điện với Bùi Anh Tuấn để làm gì. Để nếu mình bản chất là mình hát không cao, nhưng mà mình có lợi mình hát đó. Giờ mà em rơi xuống nước mì ở dưới coi Bùi Anh Tuấn mệt với em á. Tại sao không cố gắng suy nghĩ là mình sẽ phát triển quãng chậm, để mình chơi xuống dưới một cái là hết thằng tenor là hát lại mình luôn. Sao mình không nghĩ vậy, đúng không? Còn đi bài không? Hả? Là mình đi bài cho người ta. Sao? Đi bài. Đó có anh nhớ một lần American Idol của Mỹ, một giọng baritone mà vô địch của Mỹ, quán quân American Idol, như mới nhớ là mùa 2 đúng không? mùa 2 của Mỹ lâu lắm rồi đó, nên cái giọng mà đôi khi nó lại hot, giống như rapper đang vào không? Rapper thì ai cũng tập bắt chước theo kiểu Eminem, nó cao, nhéo, không, đang vào quốc lòn xuống dưới bởi vì giọng đang vào dày. Đang là giọng đầu tiên luôn. Nói luôn. Thế mình có thể tư duy được vấn đề đó là giọng mình thế mạnh ở những cái âm vực nào, mình phát triển âm vực đó và mình chọn cái thể loại âm nhạc, nhưng mà vẫn phải phát triển nốt cao, là cao vừa phải, cao xong là nó hay. Cái đó là cái quá trình ha, đâu phải 1 năm 2 năm mà người ta trở thành
thôi sao. Ờ, tốn nhiều thời gian thì mình cũng phải trả giá như vậy. À, ok, thì từ từ rồi mình sẽ trao đổi tiếp. Nhưng cái vấn đề đây là em cố gắng theo đuổi cái nghề này ha. Chúc em theo này theo đuổi cái đời, cái nghề này nó vui. Phải theo thì theo đuổi cái nghề này nó vui vẻ và thực hiện được cái ước mơ của mình. Giọng là giọng tốt đó chứ, nhưng mà nó phải cần thêm thời gian để nghĩ về cái giọng của mình nhiều hơn. Đừng đu những nốt cao giống như những cái giọng như là bẩm sinh người ta cao sẵn. Nhưng mà em chọn nhạc thính phòng hợp với em á. Em chọn đúng chứ không sai đâu. Tại vì cái giọng này nó dày, tại những cái nốt thấp á, những nốt thấp nó rất là nhỏ, lên cao nó lại mỏng đi. Đâu có đâu, nó hay chứ bộ. Những cái kỹ thuật mà lên cao mà nó vang, giọng em lên cao nó lại vang. Nó lại vang hơn những cái giọng tenor, bởi vì nó là một cái cấu tạo, một cái lợi thế của giọng baritone mà có hướng lên cao. Lên cao rất là vang. Cực kỳ, anh thấy là hiện tại bây giờ trên tinh thần là giọng em hợp với giọng hợp với thính phòng rồi đó. Mà để xem coi là cái quá trình mình học tập làm sao nữa. Ok ha. Rồi, thì trước mắt là phải tập cái giọng pha đó cho nó quen dần đi. Âm đóng với lại âm đóng, đúng rồi. Âm đóng với lại một cách là hát âm ơ để làm gì? Nó mở cái phần dưới đây để nó kết hợp được cái vòng mỏ, vòng mặt và tan dưới luôn. Chứ nếu mà chỉ hát cái này không thì không. Ví dụ như cái đâu? Vậy em ơi, ngày ta cách xa là nó sẽ bị đóng. Còn nếu mà kết hợp với âm dưới đây là vậy em ơi, ngày ta có trời lắng thấy tâm can rồi bơi, là nó kết hợp với đây. Nó là level thứ hai mà nãy có chị em á, nó phải kết hợp được dưới đây và sau đó nó kết hợp xuống dưới nữa thì giọng nó sẽ càng dày hơn. Bốn cái khoảng vàng của thanh nhạc nhạc nhẹ phải đạt được, hai cái khoảng vàng của opera thính phòng giọng ốc với lại giọng bụng. Ok ha. Rồi nãy mình học tới đây ha. Rồi. Cảm ơn mọi người đã xem video. Nhớ đăng ký và like kênh của mình nhé.